Tượng trưng hôm nay tôn vinh nhà giáo dục Ấn Độ và biểu tượng nữ quyền Fatima Say, người được nhiều người coi là giáo viên phụ nữ hồi giáo đầu tiên của Ấn Độ. Cùng với những người tiên phong và nhà cải cách xã hội Jyotirao và Savitribai Phule, xây đồng sáng lập thư viện bản địa vào năm 1848, một trong những trường học đầu tiên của Ấn Độ dành cho nữ sinh. Fatima Say sinh vào ngày này năm 1831 tại Pune, Ấn Độ. Cô sống với anh trai Osman của mình và các anh chị em mở nhà của họ cho Phule sau khi cặp vợ chồng bị đuổi ra khỏi nhà vì cố gắng giáo dục những người ở tầng lớp thấp hơn. Thư viện bản địa mở dưới mái nhà của Say. Tại đây, Savi Chibai Phule và Fatima Say đã dạy các cộng đồng người Dalit lít bị thiệt thòi và phụ nữ Hồi giáo và trẻ em bị từ chối giáo dục dựa trên giai cấp, tôn giáo hoặc giới tính. Những nỗ lực của Phule nhằm cung cấp cơ hội giáo dục cho những người sinh ra ở các tầng lớp thấp hơn của Ấn Độ được gọi là phong trào Hasama hội chân lý là một nhà đấu tranh suốt đời cho phong trào đòi bình đẳng này. Xây đã đi từng nhà để mời những người bị áp bức trong cộng đồng của mình đến học, tại thư viện bản địa và thoát khỏi sự cứng nhắc của hệ thống đẳng cấp Ấn Độ. Cô đã gặp phải sự phản kháng lớn từ các tầng lớp thống trị, những người cố gắng làm bẽ mặt những người tham gia phong trào Sati ha nhưng Xây và các đồng minh của cô vẫn kiên trì. Mặc dù câu chuyện của Xây đã bị lịch sử bỏ qua, chính phủ Ấn Độ đã chiếu sáng mới về thành tích của cô trong năm 2014, bằng cách đưa hồ sơ của cô, vào sách giáo khoa tiếng Urdu cùng với các nhà giáo dục Ấn Độ tiên phong khác.